Cổ phiếu của Meta giảm sâu sau khi Tổng thống Trump gọi Facebook là kẻ thù của nhân dân. Elon Musk cùng phái đoàn hơn 15 triệu cử tri ngăn chặn âm mưu gian lận bầu cử của Joe Biden. Emily mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả gần xa đang xem chương trình Thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, cổ phiếu của Meta Platform đã giảm mạnh hôm thứ Hai sau khi mà cựu Tổng thống Donald Trump dán nhãn Facebook là kẻ thù của nhân dân vào đầu ngày hôm đó. Cổ phiếu của Meta Platform, công ty mẹ của Facebook, đã giảm khoảng 4,5%, xuống chỉ còn dưới 484 đô la sau cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai của Tổng thống Trump trên chương trình Squatbox của CNBC. Forbes báo cáo rằng đây là mức đóng cửa thấp nhất của Meta kể từ tháng 7 năm ngoái. Tổng thống Trump đã tăng gấp đôi sự phản đối của mình đối với lệnh cấm đối với nền tảng chia sẻ video TikTok ở Hoa Kỳ, lệnh cấm mà quốc hội chuẩn bị thực hiện trong tuần này. Mặc dù trong nhiệm kỳ tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump đã nỗ lực cấm TikTok bằng lệnh hành pháp, Lệnh cấm của Tổng thống Trump khi đó nêu rõ, lan truyền tại Mỹ các ứng dụng di động do các công ty của Trung Quốc phát triển và sở hữu là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và lệnh kinh tế của Mỹ. Tuy nhiên, lệnh hành pháp cấm TikTok của ông Trump đã bị thách thức pháp lý và tòa án đã phán quyết chặn lệnh cấm này vì cho rằng nó vi phạm quyền tự do biểu đạt và quyền của mỗi cá nhân phải được pháp luật bảo vệ. Trong cuộc trả lời CNBC, ông Trump nói rằng khi đó ông đã để cho quốc hội quyết định về việc có cấm tiktok và các ứng dụng di động khác của trung quốc hay không nhưng như bạn biết đó tôi đã ở vào điểm mà tôi có thể đã hoàn thành được việc đó nếu tôi muốn thẳng thắn mà nói có nhiều người trên tiktok yêu nó có nhiều người trẻ trên tiktok và chúng sẽ phát điên nếu không có nó có nhiều người sử dụng bạn biết đấy có nhiều điều tốt và cũng có nhiều điều xấu với tiktok nhưng một điều tôi không thích là rằng nếu không có TikTok, bạn có thể làm cho Facebook lớn mạnh hơn. Và tôi nhìn nhận Facebook cùng với nhiều hãng truyền thông là kẻ thù của người dân. Facebook đã làm gì với những hòm phiếu có khóa, với những hòm phiếu có khóa từ khoản tiền 500 triệu đô của Zuckerberg chi vào? Ý tôi là tôi coi đó là bất hợp pháp. Cựu Tổng thống nói thêm rằng, Facebook thỏa thuận với Trung Quốc và Trung Quốc nếu Trung Quốc muốn bất cứ điều gì từ họ, họ sẽ cho. Vậy nên đó cũng là rủi ro an ninh quốc gia. Nhưng khi tôi nhìn vào việc đó, tôi sẽ không tìm cách làm cho Facebook tăng trưởng gấp đôi. Và nếu bạn cấm TikTok thì Facebook và các mạng khác, nhưng phần nhiều là Facebook sẽ là bên được hưởng lợi lớn. Và tôi nghĩ rằng Facebook rõ ràng là rất tồi tệ cho đất nước chúng ta, đặc biệt là về bầu cử. Tuy thế, ông Trump vẫn khẳng định TikTok là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Tôi thực sự tin như thế và chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta đang bảo vệ quyền riêng tư và quyền dữ liệu của người dân Mỹ. Elon Musk cùng phái đoàn hơn 19 triệu cử tri ngăn chặn âm mưu gian lận bầu cử của Biden. Quý vị thân mến, trước mối đe dọa về lượng người nhập cư bất hợp pháp khổng lồ cho an ninh Mỹ cũng như mùa bầu cử sắp tới, Elon Musk đã dùng sự ảnh hưởng to lớn trên mạng xã hội của mình để ngăn chặn âm mưu gian lận bầu cử ẩn sâu của phe dân chủ. Những người nhập cư bất hợp pháp đang nghiêng cán cân quyền lực về phía đảng Dân Chủ, những người từ chối thay đổi tính cách họ trong cuộc điều tra dân số. Alan Mudd đã đăng vào thứ Sáu trên S trong một bài đăng có 19,2 triệu lượt xem tính đến tối chủ nhật. Hầu hết người Mỹ không biết rằng cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ hiện đang tính tất cả người dân trong một quận, bất kể quốc tịch. Ông viết rằng, các đảng viên thuộc đảng Dân Chủ tại Thượng viện vừa bỏ phiếu nhất trí để đánh bại một bản sửa đổi có thể sẽ ngừng tính những người bất hợp pháp để phân bổ ghế trong quốc hội và phiếu bầu cử tri đoàn. Tổng thống Alan Musk lưu ý rằng, việc đếm những người nhập cư bất hợp pháp đã giúp ích cho đảng Dân Chủ, vì những người bất hợp pháp chủ yếu ở các bang thuộc đảng Dân Chủ. Thế nên, cả cuộc bỏ phiếu của Hạ viện và Tổng thống đều bị dịch chuyển 5% sang phe tả, đủ để thay đổi toàn bộ cán cân quyền lực. Đây là lý do tại sao chính quyền của Joe Biden đang đưa ra mức kỷ lục về số người bất hợp pháp và thực hiện rất ít vụ trục xuất. Thưa quý vị, bài đăng được đưa ra cùng ngày với Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Bill Hatcherty của Tennessee, chứng kiến một sửa đổi bị thất bại, vốn cấm tính những người nhập cư bất hợp pháp cho mục đích điều tra dân số. Ông viết trong một thông cáo báo chí trên trang web của mình rằng, hôm nay tôi đã buộc George Schumer tổ chức một cuộc bỏ phiếu về việc liệu có nên tính những người nhập cư bất hợp pháp để xác định số ghế trong quốc hội và số phiếu đại cử tri mà mỗi bang nhận được hay là không. Ông viết, Đảng Dân Chủ nhất trí phản đối biện pháp hợp lý này xác nhận rằng họ đang sử dụng những người nhập cư bất hợp pháp và các thành phố trú ẩn để tăng cường quyền lực chính trị của mình. Ông viết, với cuộc bỏ phiếu này, các đảng viên thuộc Đảng Dân Chủ tại Thượng viện đã chọn cách trà đạp lên quyền tiếng nói của mỗi người Mỹ. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh và nhấn mạnh vấn đề này tại thượng viện. Hachuti đã nói rằng, ông tin là hầu hết mọi người dân Mỹ đều bị sốc khi biết rằng chúng tôi tính sự hiện diện của những người nhập cư bất hợp pháp trong việc xác định việc phân bổ các khu vực quốc hội và phiếu đại cử tri nhưng nếu bạn nghĩ về động cơ của tội ác đang diễn ra ở biên giới phía nam của chúng ta thì chính là như vậy đó là những gì mà đảng dân chủ đang cố gắng thực hiện và đó là một sự nắm bắt quyền lực tuyệt đối thật là hoài nghi và đó thực sự là lời giải thích thẳng thắn về lý do tại sao họ lại chịu đựng được cuộc tàn sát và hỗn loạn này đó là để duy trì và đạt được quyền lực theo ghi nhận của Fox News, sắc lệnh hành pháp năm 2021 của Joe Biden yêu cầu cục điều tra dân số phải đếm tất cả mọi người, bất kể tình trạng công dân. Mark Kurskorian, giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư cho biết, nhập cư bất hợp pháp có đủ loại tác động và trong số đó, nó làm biến dạng cơ chế của chính phủ dân chủ. Những người nhập cư bất hợp pháp thậm chí không được phép ở đây. Vì vậy, việc đưa họ vào điều tra dân số nhằm mục đích phân bổ thực sự là quá đáng có rất nhiều cuộc bỏ phiếu chặt chẽ trong quốc hội nhiều hơn trước đây. Vì vậy, trên thực tế, nó có thể tạo ra sự khác biệt, Chris Corian nói. Laura Ries, giám đốc trung tâm di trú và an ninh biên giới của tổ chức di sản, cho biết việc đếm những người nhập cư bất hợp pháp cho mục đích tái phân bổ không nhận được đủ sự chú ý và với hàng triệu người đến ngày bây giờ, nó đáng được chú ý. Trong một sự kiện liên quan, trước cáo buộc là người chống nhập cư vào Mỹ của phe phái cánh tả, Alan Mert đã nhanh chóng đập tan thuyết âm mưu. Thưa quý vị, trên mạng xã hội X hôm ngày 10 tháng 3, tỷ phú Alan Mert đã phản hồi cáo buộc rằng ông chống người nhập cư vào Mỹ, chia sẻ đã được một tỷ phú khác là asman bày tỏ ủng hộ. Alan Mert viết trên X, vì tôi thường bày tỏ lo ngại về làn sóng lớn những người nhập cư bất hợp pháp không được kiểm soát vào các thành phố của Mỹ, do đó các phương tiện truyền thông hay mô tả tôi là người chống nhập cư. Thực tế tôi không phải là như vậy, vì tôi cũng là một người nhập cư. Tôi rất ủng hộ việc tăng số lượng người nhập cư tài năng, chăm chỉ, trung thực và đẩy nhanh việc tiếp cận đến những người nhập cư như vậy. Thưa quý vị, việc nhập cư vào Mỹ hợp pháp là cực kỳ khó khăn và chậm chạp. Thế nhưng, việc nhập cư bất hợp pháp lại vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. Điều đó hiển nhiên là rất bất thường. Alan Musk sinh ra ở Pretoria, Nam Phi. Có mẹ là người Canada và bố là người Nam Phi. Ông lớn lên ở Pretoria, tỉnh Transvaal, Nam Phi, từng có một thời gian ngắn học tại Đại học Pretoria. Sau đó, năm 18 tuổi, chuyển đến Canada để theo học tại Đại học Queen. Hai năm sau, ông chuyển sang Đại học Pennsylvania ở Mỹ và nhận bằng cử nhân kinh tế và vật lý. Năm 1995, ông chuyển đến California và theo học tại Đại học Stanford, sau đó mới quyết định dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh. Chia sẻ của ông Mert khiến một tỷ phú khác là Bill Ackman bất ngờ hưởng ứng. Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của ông, Ackman kể lại một chuyện người bạn ông gặp phải. Nhà một người bạn tốt của Ackman đã bị trộm tuần này khi cảnh sát đến điều tra. Họ giải thích rằng một số người Chile bất hợp pháp mới đến đã thành lập một băng nhóm để thực hiện các vụ trộm trong thị trấn, dẫn đến nạn trộm cấp gia tăng đáng kể. Ông Ackman viết, Tôi tin rằng đại đa số người nhập cư đến Mỹ để có cuộc sống tốt hơn, thoát khỏi nghèo đói, tội phạm và chính phủ tham nhũng. Đáng tiếc là do hệ thống nhập cư của chúng ta chưa tốt, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phạm tội hoặc làm việc bất hợp pháp. Thật điên rồ. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và anh chị em đã chọn Channel YouTube của Emily để cập nhật các bản tin hàng ngày quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ của chúng tôi đội ngũ ban biên tập luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất và quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh BTV Epoch Time để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào từ chúng tôi. Xin hãy để cho chúng tôi biết nếu quý vị hoặc bất kỳ ai trong cộng đồng có bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh mới. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và sẵn sàng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung và tạo ra một môi trường thoải mái và hỗ trợ cho tất cả quý vị.